Chào mừng anh em đã quay trở lại với Laptop AZ và mình Anh Linh nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái tên mà sản phẩm cao cấp của nhà Lenovo. Đó chính là i9000, nhưng mà đuôi của nó sẽ là chữ X, là cái phiên bản cao cấp hơn của Legion Pro 5, là i9000P. Thì đối với cái độ tinh xảo mà chiếc máy laptop của mình đã làm ra kèm theo cái độ mỏng của nó, cùng với cái khả năng phối màu tuyệt vời, đó chính là màu trắng, với những cái mẫu sản phẩm liên quan đến sRGB của bàn phím, thì anh em với cái mức giá là khoảng tầm 14.499 tệ, thì quy đổi ra bỏ qua tất cả những cái chi phí khác để anh em có thể sở hữu thì rơi khoảng tầm 50 triệu hơn một chút đấy. Và hãy cùng mình tìm hiểu xem cái mẫu sản phẩm Legion 7i hay còn gọi là i9000X ở thị trường Trung Quốc này nó có những đặc điểm gì trong cái tầm giá đấy nhá. Và như thường lệ thì một số những cái link sản phẩm tương tự của nhà Lenovo mà đang được bán rất chạy ở Laptop AZ, mình sẽ để link ở dưới phần mô tả, anh em có thể click xuống và tham khảo. Còn về cái mẫu sản phẩm chính ngày hôm nay, đó chính là Legion i9000X, thì mình sẽ phải đọc như này từ giờ trên cuối video để anh em có thể phân biệt được đây là hàng của nội địa Trung Quốc nhá. Thì điểm qua một chút về những cái thông tin cơ bản mà trong cái tầm giá 50 triệu của chiếc máy này có. Cấu hình sẽ là i9-14900HX này, rất là quen thuộc đối với những cái mẫu sản phẩm cao cấp đến từ Trung Quốc rồi. RTX 4060, và đặc biệt đây là chạy 130W nhá. Có sẵn là 32GB DDR5 5600MHz và 1TB SSD. Còn lại thì sẽ có những cái thông số về màn hình như sau: độ phân giải là 3K này, tần số quét sẽ là 165Hz và 100% DCP3. Pin thì sẽ là 99Wh và cân nặng sẽ rơi khoảng tầm 2.2kg. Vậy thì đó những cái thông tin khá là sơ lược về cái tầm giá cũng như là những cái liên quan đến Legion i9000X. Vậy thì đi thẳng vào cái vấn đề cụ thể nhất là tại sao cái mẫu sản phẩm này nó chỉ nặng có 2.2kg mà thôi, thì đến ngay chất lượng hoàn thiện của chiếc máy. Chất liệu của máy thì hoàn toàn được làm bằng kim loại này, phủ anodize tất cả các mặt tiếp xúc luôn, kể cả phiên bản ở Trung Quốc hay là phiên bản quốc tế nha anh em nhé. Mọi góc máy thì đều được bo cong, cắt CNC để anh em thể có một cái trải nghiệm cầm nắm nó đầm tay hơn, nó mượt mà hơn. Bởi vì sao? Cái phần viền ấy, đối với mình thấy mình sờ tất cả những cái mẫu sản phẩm tương tự cũng cắt CNC như kiểu là Dell XPS hay là ThinkBook XAI ấy, thì nó cũng sẽ có một cái cảm giác rất là mượt mà để anh em có thể trải nghiệm. Và phần này thì nó sẽ tránh va đập được luôn, không lo xước nhá. Tiếp theo đến thì một số những cái chi tiết khác ngoài cái việc gia công tỉ mỉ, đó chính là cái lớp sơn trắng này. Đấy, nó sẽ làm nổi bật tất cả những cái yếu tố về sau này mình sẽ nói về trải nghiệm sử dụng như sau. Đầu tiên là về bàn phím, thì một cái mẫu sản phẩm cao cấp đến từ nhà Lenovo thì hầu như là sẽ có một cái option, đó chính là LED RGB per key. Và chiếc Legion i9000X này cũng sẽ có cái option này cho anh em luôn, kể cả phiên bản chạy RTX 4060 hay là RTX 4070. Đấy. Còn cái phiên bản i7 ấy, cái này mình không rõ lắm, nhưng mà thường thì nó sẽ là phiên bản LED trắng nhá, anh em lưu ý khi mua và sử dụng. Ok, một số những cái điểm thay đổi khác về ngoại hình nếu mà so sánh với cả phiên bản 2023 của Legion i9000X, đó chính là công nghệ tản nhiệt mới. Và kèm theo đấy là cái ngoại hình cũng mới luôn, khi mà chúng ta dồn hết tất cả những cái khe gió tản nhiệt ra phía đằng sau. Và cái công nghệ tản nhiệt này thì anh em cũng đã làm quen ở Low Queen này, ở Legion 5 phiên bản 2024 rồi đúng không ạ? Thì nó có tên là Coolfront 5.0. Thì cái điều này nó sẽ thêm một cái chi tiết nữa và tăng trải nghiệm người dùng của anh em, thì cái phần này mình sẽ nói ở phía đằng sau nhé. Ok, và những cái yếu tố khác liên quan đến cổng kết nối đi, trải nghiệm sử dụng phía bên ngoài nữa. Thì phía đằng sau, do là bây giờ sẽ có 3 khe tản nhiệt rồi và lược bỏ hết tất cả những khe tản nhiệt ở hai bên, thì chỉ có cổng sạc với cổng HDMI ở phía đằng này thôi. Còn những cái yếu tố khác liên quan đến cổng kết nối, đầu tiên là về phía bên trái nhá, sẽ cổng A này hỗ trợ power share, thì cái này có nghĩa là anh em có thể sạc khi máy tính này tắt cũng được. Tiếp theo đến thì có thêm hai cổng USB-C, thì trong đó có một cổng là Thunderbolt 4 và một cổng sẽ là USB 4, vẫn có khả năng power delivery và DisplayPort cho anh em nhé. Thêm đó là một jack tai nghe 3.5. còn phía bên phải sẽ có thêm một cổng USB-A, có một tốc độ truyền tải nó thấp hơn một chút so với cả phía bên trái, và thêm một cổng C cùng với một khe SD full size nữa. Vì tất cả những cái đặc điểm ngoại hình này thì mình vừa nêu trên đều nằm gọn trong một cái thân hình rất là gọn nhẹ. Và Legion i9000X nó có một cái đặc điểm là cái máy khi anh em gập toàn bộ vào nó rất là phẳng luôn ấy. Nó là một cái khối hình chữ nhật mỏng luôn, và nó chỉ rơi khoảng tầm từ 18-21mm mà thôi. Còn cân nặng thì như mình đã nói ngay từ đầu video, 2.2kg. Thực ra thì cái cân nặng này nó cũng không quá là nổi bật lắm, bởi vì những cái phiên bản 2023 thậm chí nó còn xuống là dưới 2 cân cơ, 1 cân 87. Đấy, còn 2022 thì sẽ vẫn là 2.2kg thôi. Chất liệu cùng tương tự như thế, nhưng đặc điểm thì chúng ta có thể thấy rõ, đó chính là ngoại hình mới này, cái cách bố trí cổng kết nối cũng như là một vài những cái đặc điểm liên quan đến tản nhiệt. Đó. Ok, và đó là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ một chút với anh em về cái phần ngoại hình. Đến một cái yếu tố tiếp theo cũng liên quan đến trải nghiệm, chính là màn hình.
Mặc dù những cái mẫu sản phẩm cao cấp thì anh em chắc là cũng sẽ quen với những cái thông số như kiểu là 115 RGB này, độ sáng thì hơn 400 nit, cùng với tương phản là rơi khoảng tầm 1200 chia 1 đúng không ạ? Thì Legion i9000X cũng thế. Nhưng mà với cái số là 115 RGB thì anh em phải cân lại, bởi vì thông số cơ bản màn hình ở đây chúng ta sẽ chỉ có 99,9 RGB này, 89% Adobe và 96% DCI-P3. Và cái 100% mình nói từ đầu ấy là họ đã cân lại rồi mới lên được như vậy. Độ sáng thì cụ thể sẽ là 430 nit này, tương phản là 1200 chia 1 và delta E là rơi khoảng tầm 1.13 mà thôi. Với một cái kích thước là 16 inch, độ phân giải là 3K nữa và tần số quét 165Hz mình đã nói từ đầu, và tấm nền là IPS, thì đây là một cái giải thông số khá là thường gặp ở trên những cái mẫu sản phẩm 50 triệu rồi. Ok, bây giờ sẽ đến một cái phần quan trọng nhất và mình đã liệt kê ngay từ đầu, chính là cấu hình và hiệu năng của chiếc máy này. Liệu nó có xứng đáng với tầm giá 50 triệu hay không? Và đặc biệt ở chỗ, đó chính là cái lượng điện năng tiêu thụ nó khá là đặc biệt so với những cái mẫu sản phẩm mà mình đã từng biết trước đây. Bình thường thì mình sẽ thấy là mắc 140W luôn, hoặc nếu mà có cắt giảm ấy, nó sẽ tụt hẳn khoảng tầm 115 hay 125W, hoặc thậm chí là những cái máy mỏng nhẹ hơn thì nó sẽ rơi khoảng tầm 75W. Nhưng Legion i9000X RTX 4060 chạy 130W luôn. Thì cái này mình sẽ nói kỹ hơn về sau, bởi vì sao chúng ta phải điểm qua cái CPU của nó trước, vì đây là cái phần mà chúng ta gặp nhiều rồi. Thì với CPU đó chính là i9-14900HX. Bài test quen thuộc Cinebench R23 cũng như nhiều những cái sản phẩm khác trên kênh của mình cũng đã test rồi, như kiểu Legion Pro 5. Thì cái số điểm cũng không quá là bất ngờ khi mà đơn nhân vượt trội hơn so với những cái mẫu sản phẩm khác như kiểu Ryzen 9 7945HX là khoảng tầm 2001 nhá của i9. Đấy, còn nếu mà so với cả Contra luôn thì thực tế nó vẫn ao trình, kể cả Ryzen AI luôn. Đó, còn về đa nhân thì chúng ta vẫn sẽ có một vài những số điểm quen thuộc. Cao nhất máy này có thể đạt được đó chính là hơn 29.000 điểm, còn nó sẽ chạy duy trì ở tầm 26.000 mà thôi. Còn cái mức điện năng tiêu thụ trong cái bài test này sẽ là 160W cao nhất này. Chạy trung bình thì mình thấy rằng nó sẽ loanh quanh khoảng tầm 100-120W và cho ra mức nhiệt độ là từ 85-95 độ. Ok, quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, mình đã nói rất nhiều, RTX 4060 chạy 130W. Thì với những cái bài test đơn giản nhẹ nhàng của BodyMark như kiểu Thumbspy, Firestrike đấy, thì có một vài những cái điểm thấp hơn so với cả những cái option chạy 140W. Và cái mức điện năng này nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái trải nghiệm thực tế anh em ạ. Bởi vì sao? Qua những cái tựa game 3A quen thuộc như kiểu Cyberpunk 2077 hay Forza Horizon 5 ở cái độ phân giải là 2K và không có DLSS hỗ trợ, thì với Cyberpunk chúng ta vẫn sẽ có một cái mức là 45, còn Forza sẽ lên được tới là 82 luôn. Và thậm chí là bài test benchmark của Forza Horizon 5 nhé, với cái độ phân giải là 3K thì có thể lên tới ngưỡng là hơn 60fps và cụ thể là 62, để anh em có thể có một cái trải nghiệm tuyệt vời. Và hơn 30fps mình thấy rằng với những cái tựa game 3 này là thoải mái rồi. Thêm một chút qua về cái hiệu năng liên quan những cái tựa game eSports là CS2 với cả Apex Legends thì rất dễ dàng đạt được hơn 400fps với cả CS2, và Apex Legends thì khoảng hơn 100. Cuối cùng là về những cái hiệu năng liên quan đến mảng đồ họa, thì 4060 từ trước đến nay rồi, tất cả những cái mẫu sản phẩm nó có thể chạy đủ điện năng hay là không đủ điện năng, mình cũng có những cái video so sánh, thì nó đều có một cái mức trải nghiệm nhanh và tốc độ cao để anh em thể yên tâm và sử dụng để tận dụng cái màn hình rất là đẹp của chiếc máy này. Và đến một cái phần nữa mà mình cũng đã đề cập ngay từ đầu liên quan đến vấn đề tản nhiệt, đó chính là khả năng nâng cấp được cải tiến hơn rất là nhiều so với phiên bản 2023 luôn. Và cụ thể ở đây, với cái khả năng nâng cấp này, chúng ta sẽ có 2 khe RAM, 2 khe SSD liền, hơn hẳn 1 khe RAM so với phiên bản 2023 luôn. Cùng với đó là cái kích thước cũng như số lượng quạt tản nhiệt cũng với cả ống đồng nó cũng tương tự như phiên bản 2023, và thậm chí là đem đến một cái mức nhiệt độ nó thấp hơn rất là nhiều so với phiên bản của năm trước luôn. Đấy. Còn lại thì chúng ta vẫn sẽ có thể thay thế được cả Wi-Fi này, thỏi pin 99Wh thì sử dụng được khoảng hơn 3 tiếng đối với những cái các vụ văn phòng và cả lướt web. Và cụ thể hơn về cái khả năng tản nhiệt của cái Coolfront 5.0 trên chiếc Legion i9000X này, thì với những bài test như sau. Đầu tiên là về CPU, thì với i9-14900HX thì sẽ có ở mức điện là 100W duy trì và nhiệt độ sẽ rơi khoảng tầm 87 độ C. Mình thấy rằng tốt hơn rất là nhiều so với trung bình những cái mẫu sản phẩm sử dụng con i9 này. Nếu mà chạy ở cái mức tầm 100-120W thì nó có thể lên tới 90-95 độ rồi. Tiếp theo đến thì 4060 cũng khiêm tốn thôi, chạy khoảng tầm 130W rồi chỉ tầm 86 độ, tương đồng với cả những cái mẫu sản phẩm khác chạy các đồ họa này ở trong cùng phân khúc. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ về mẫu sản phẩm Legion i9000X này. Mình thấy rằng đây là một cái phiên bản gần như hoàn hảo để nâng cấp lên từ 2023 đến 2024. Thêm một khe RAM, quạt tản nhiệt vẫn giữ nguyên như thế, kèm theo đấy là cái khả năng tối ưu về vị trí cũng như là thời lượng pin nó cũng đã hơn rất là nhiều so với phiên bản 2023. Ngoài ra hiệu năng, mặc dù cái mức TDP cao nhất của 4060 nó khá là đặc biệt là 130W, và cả những cái option chạy RTX 4070 cũng là 130W luôn nhá. Kèm theo đấy thì chiếc máy này có một cái cục sạc nó khá là khiêm tốn 230W,
để anh em thể sử dụng. Thì lưu ý rằng nếu bạn nào chơi hardcore nhá thì nên mua cạc hoặc là mua những cái phiên bản sạc nó có công suất cao hơn để có thể sử dụng. Không thì mình nghĩ rằng 230W vẫn là sẽ là đủ dùng. Ok, cảm ơn anh em đã xem đến tận đây của video. Nếu anh em thấy video này có ích hãy để lại một like, một share để subscribe kênh Laptop AZ. Và mình là Linh nhé, hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye.